Tại Đà Nẵng, bệnh đau mắt đỏ đã lây lan nhanh trong các trường tiểu học và mầm non. Ngành giáo dục và các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, không để bệnh lây lan và bùng phát thành dịch. Ngay sau lễ khai giảng năm học mới, một số trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu ghi nhận các học sinh bị đau mắt đỏ. Tại trường tiểu học Hoa Lư, quận Thanh Khê, từ đầu năm học đến nay đã có hơn 70 học sinh mắc bệnh. Công tác vệ sinh trường lớp, trang thiết bị vật tư y tế phối hợp với đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn thực hiện tốt việc tư vấn, điều trị và các biện pháp phòng tránh bệnh lây lan được nhà trường chú trọng. Vào sáng thứ hai thì đã phát hiện được một số em đau mắt đỏ vẫn đến trường học, thì nhà trường đã trực tiếp liên hệ với phụ huynh học sinh để đưa các em về. Và trong hai buổi học mà vừa qua ở nhà trường thì cũng có một số em học sinh tiếp tục mắc và đã đến phòng y tế thì đã được hướng dẫn vệ sinh. Ngay khi nắm được tình hình bệnh đau mắt đỏ xuất hiện trên địa bàn thành phố, các trường học đã tăng cường công tác truyền thông đến phụ huynh học sinh qua nhiều kênh khác nhau. Các biện pháp phòng ngừa được trường thực hiện nghiêm túc từ việc nhắc nhở học sinh rửa tay trước khi vào lớp, sau giờ chơi, sau giờ ăn cho đến vệ sinh, khử khuẩn lớp học. Hiện tại ở trường mình thì số lượng học sinh bị bệnh mắt đỏ không quá nhiều. Tuy nhiên nhà trường cũng đã linh hoạt ngay cái buổi chào cờ đầu tiên của năm học. Chúng tôi đã đưa vào lồng ghép tuyên truyền giáo dục các em và thông qua các cái phương tiện thông tin của nhà trường như website hoặc là trang các trang Zalo của nhóm từng lớp để tuyên truyền phụ huynh để người ta có biết cách phòng tránh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh đau mắt đỏ. Bên cạnh việc tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh, Sở cũng đặc biệt lưu ý giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là cấp tiểu học, nhắc nhở giáo dục học sinh trong lớp không có thái độ, hành vi kỳ thị đối với các bạn bị đau mắt đỏ. Các trường học cũng đã chủ động triển khai các hình thức học, bổ trợ kiến thức phù hợp cho học sinh nghỉ học vì bệnh. Nhà trường đã có một cái thông báo khẩn đến cha mẹ học sinh của các bạn mà bị đau mắt đỏ cho các con nghỉ học và đưa các con đến cái nơi cơ sở để khám cho các con tránh lây lan, và đồng thời chỉ đạo các cô thầy cô giáo đã gửi bài và hướng dẫn cho các con học tập qua Zalo của mình, kịp thời xây dựng một cái video tuyên truyền về cách phòng ngừa, yêu cầu các cô giáo viên chủ nhiệm hàng ngày mở ra cho các con xem, đồng thời là gửi cái thông điệp này đến cho cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh phối hợp cùng với nhà trường. Theo thống kê từ Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh viện khám và điều trị 1.335 trường hợp viêm kết giác mạc, trong đó có 767 trẻ em, chiếm tỷ lệ 57,5%. Bên cạnh công tác phòng chống dịch từ các trường học, việc chủ động phòng chống bệnh trong sinh hoạt gia đình cũng hết sức quan trọng để tránh bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.